Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như các bạn có thể thấy, vừa rồi mình đang sử dụng một cái tay cầm P4 và mình chơi cái tựa game Advance 9 ở trên con iPhone của mình. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để chúng ta có thể kết nối được một cái chiếc tay cầm P4 với lại một cái chiếc iPhone hoặc là một cái chiếc iPad hoặc là Apple TV để các bạn có thể chơi những cái tựa game này ngay tại nhà. Cũng như là những cái tựa game nào sẽ được hỗ trợ cho PS thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn ở trong video lần này nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng. Và cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải có đó chính là một cái chiếc iPhone được chạy cái phiên bản iOS, đó chính là 14.5. Đây mình sẽ show cho các bạn xem cài đặt chung và phần giới thiệu. Ở đây mình sẽ có một con iPhone 12 Pro Max chạy iOS 14.5 hoặc là những cái phiên bản iOS 14.6, phiên bản beta mới hơn thì cũng được nha. Và cái thứ hai mà bạn cần có đó chính là một cái tay cầm PlayStation. Và ở đây mình con nhà nghèo cho nên là mình chỉ sử dụng một cái PlayStation 4 thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào những cái bước kết nối. Ở trên cái PlayStation này và trên kể cả những cái loại ví dụ như PlayStation 5 cũng vậy, nó sẽ có cái phím PlayStation và phím Share. Lúc này các bạn sẽ nhấn cùng lúc hai cái phím này với nhau. Và khi mà các bạn nhấn xong á, nó sẽ có một cái chớp ở trên đầu của cái PlayStation này. Đó, nó sẽ có một cái chớp màu xanh ở phần này. Và tiếp tục ở trên iPhone thì chúng ta sẽ truy cập vào phần Bluetooth. Và ở đây thì các bạn sẽ tìm cho mình một cái PlayStation mới. Đây mình sẽ nhấn và nó sẽ hiện lên nhá. Các bạn cứ nhấn giữ thôi. Rồi cái chiếc iPhone của chúng ta nó sẽ tự động dò và hiển thị lên cái thiết bị dành cho các bạn. Rồi, đây DualShock 4 Wireless Controller, các bạn sẽ chọn vào. Và như vậy thì chúng ta sẽ kết nối được với cái tay cầm này. Đây, mình sẽ đợi một tí để nó có thể hiện lên nhé. Đây, các bạn có thể thấy đã kết nối xong. Rồi, và sau khi đã kết nối xong thì các bạn sẽ vào phần cài đặt chung. Và ở bên dưới sẽ có một cái phần đó chính là bộ điều khiển trò chơi. Thì ở cái phần này nó sẽ cho các bạn setup tất cả những cái phím ở trên cái tay cầm này theo ý mà các bạn mong muốn. Ở cái phần tùy chỉnh này, nút chéo sẽ có cái tác vụ gì như thế nào đó thì nó sẽ setup hết ở trong cái phần này luôn. Và để biết được một cái chiếc tay cầm nó có kết nối được với cái chiếc iPhone của các bạn chưa thì mình có để một cái đường link ở bên dưới phần miêu tả của video. Truy cập vào một cái trang web để chúng ta có thể test được cái tay cầm này. Thì ở đây khi mà các bạn nhấn vào những cái phím thì nó sẽ có nhảy những cái số. Đó, thì các bạn sẽ kiểm tra được là cái tay cầm của chúng ta nó có bị liệt hay không. Đây, mình đầu tiên mình sẽ kiểm những cái phím này nhá. Đó, ok. Rồi, vẫn nhảy nè. Đó, nhảy nè. Rồi, ok. Và bên dưới thì sẽ là hai cái con trỏ. Đây, ok. Và như vậy thì cái chiếc tay cầm của mình đã được kết nối với chiếc iPhone xong. Và bây giờ thì mình sẽ vào thử cái tựa game đầu tiên, đó chính là cái tựa game Advance 9. Đây là một cái tựa game mà chúng ta có thể chơi offline. Và thường những cái game offline á, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những cái tay cầm để bạn có thể chơi được một cách mượt mà nhất. Và một cái điều đặc biệt ở trên cái tay cầm P4 này, khi mà mình kết nối với cái iPhone á, nó lần đầu tiên các bạn kết nối và truy cập vào game thì nó sẽ hướng dẫn cho bạn tất cả những cái phím bấm ở trên cái tay cầm này để bạn có thể hoạt động một cách ngon lành nhất. Còn ở đây thì mình đã xài rồi cho nên là nó sẽ không có hướng dẫn cho mình nữa. Và mình sẽ sử dụng cái phím này để chúng ta có thể vào được game. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi thử một cái màn Advance 9 ở trên này để xem thử như thế nào nhé. Và khi mà các bạn chơi á, nếu như mà các bạn tình cờ bấm nhầm một cái phím nào đó thì ở trên cái tựa game của chúng ta nó cũng sẽ hiển thị cho bạn biết để chúng ta có thể setup lại cái phím đó cho nó đúng. Đó, ví dụ như grip nè. Ok. Đó. Ok, chơi trên tay cầm mình thấy khá là hay. Đó, đỡ phải lắc điện thoại qua lại đúng không? Và chúng ta vẫn có thể lái một cách hoàn toàn bình thường. Đó, và như vậy thì chúng ta hoàn thành xong một cái ván rất là đơn giản của cái tựa game Advance 9 này. Và khi mà các bạn truy cập vào game á, hoàn toàn chúng ta sẽ được sử dụng bằng cái phím ở phía trên của cái chiếc tay cầm, chứ các bạn không đụng vào màn hình nữa. Đây là một điều rất là hay. Ok. Và ngoài ra thì nếu như những bạn nào mà chúng ta muốn chơi được nhiều cái tựa game hơn thì các bạn có thể tải một cái app chính là Xbox về để các bạn có thể chơi. Và mình cũng đã thử với một số những cái tựa game rất là quen thuộc, ví dụ như PUBG Mobile nè. Ok, và khi mà chúng ta vào cái tựa game PUBG Mobile này thì hoàn toàn mình không có sử dụng được bất kỳ một cái phím nào ở trên cái tay cầm của mình. Và mình sẽ buộc phải sử dụng cái
phím ở trên điện thoại thì các bạn mới có thể di chuyển cũng như là chúng ta tìm những cái tựa game để các bạn có thể chơi được. Rồi đó, và các bạn sẽ không có sử dụng được tay cầm. Ok, và như vậy thì mình vừa chia sẻ cho bạn cách để chúng ta có thể setup một cái tay cầm PS ở trên cái chiếc iPhone 12 Pro Max của mình và sử dụng cái phiên bản đó chính là iOS 14.5. Rồi, và tự trung lại thì những cái tựa game nào sẽ được hỗ trợ trên cái iOS 14.5 và sẽ chơi trên được tay cầm. Đầu tiên đó chính là những tựa game liên quan đến arcade. Thì những cái tựa game này nó sẽ được hỗ trợ hầu hết trên tay cầm để bạn có thể chơi. Và cái việc mà bạn kết nối và bạn tải những cái tựa game ở trên arcade về thì nó sẽ tốn đâu đó với các bạn khoảng 119.000 đồng trên một tháng. Và những cái tựa game thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn và nó sẽ hỗ trợ cho Xbox đó chính là những cái tựa game offline và các bạn sẽ chơi nhiều cái thao tác ở trên màn hình, ví dụ như iPhone 9 thì các bạn sẽ được hỗ trợ. Còn những cái tựa game online như Call of Duty hay là PUBG Mobile thì các bạn sẽ không được hỗ trợ cái phần Xbox này, hoặc là có thể là các hãng họ chưa hỗ trợ ở trên iPhone thôi. Và thêm một điều nữa đó chính là cái tựa game Genshin Impact, khi mà mình thử ở trên cái tay cầm PS4 á thì nó không hoạt động được. Nhưng mình nhớ lúc trước anh Duy Anh có sử dụng cái tay cầm này để chơi rồi, cho nên đây có thể gọi là một cái lỗi hoặc là cái tay cầm này nó đang kén game. Và những ai thì sẽ sử dụng PS để chúng ta có thể chơi game ở trên iPad hoặc là iPhone, đầu tiên các bạn sẽ là những người đã có những cái máy PS trước đó rồi và chúng ta chơi ở trên TV chán rồi, thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng một cái chiếc iPhone để bạn có thể kết nối và chúng ta tận dụng những cái máy PS này, những cái tay cầm PS này để bạn có thể chơi. Mình không khuyến khích các bạn chúng ta mua một cái PS5 về và sau đó chỉ dùng cái tay cầm này và kết nối với iPhone nhé. Những bạn nào đã có một cái bộ PS rồi thì các bạn cập nhật lên và chúng ta dùng thử những cái tựa game ở trên này, nó cũng sẽ thay đổi cái môi trường các bạn chơi á, thì nó cũng sẽ thú vị hơn. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình và các bạn đã kết nối cái tay cầm của chúng ta với iPhone, iPad và để chơi game chưa, và trải nghiệm của bạn như thế nào thì hãy comment với mình ở phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.